Đây sẽ là cái món ăn mà mỗi khi tôi bị deadline dí hoặc không có quá nhiều thời gian để làm thì tôi sẽ làm nó. Và dĩ nhiên là nó vẫn phải đầy đủ chất và ấm bụng. Tôi lười, bạn cũng thế. Đây sẽ là một cái bữa mà mình cảm thấy rất là ok trong những cái ngày gọi là chạy deadline và không có thời gian ha, mà nó vẫn đầy đủ chất, hoặc là đơn giản là nó có thể nó bổ sung cho mình đủ calo để mà mình chinh chiến tiếp. Hai quả trứng, một cây xúc xích pate, và mình có thêm ít kim chi nữa, ăn cho kiểu nó chua chua cho nó đỡ bị ngấy. Trứng thì mình thích chơi trứng ốp la kiểu này, làm cái này thì ăn cả buổi sáng hay buổi tối hay là vội gì ăn được hết mọi người ạ. Ở đây mọi người có thể chọn ăn không hoặc là chọn chan một ít xì dầu lên. À, làm kiểu này thì nó sẽ hơi nhạt thôi, cho thêm tí nước tương. Nhưng mà mọi người có bánh mì thì có thể ăn cái này với bánh mì cũng được. Còn không thì cứ như mình, ăn không đi. Nhanh gọn mà chứ hơi đâu chạy đi mua ổ bánh mì nữa đúng không? Mình đảm bảo với mọi người luôn là ăn một cái đĩa như thế này nó sẽ lưng lưng cái bụng rồi. Tại vì thứ nhất là mình sẽ chiên với cái bơ là nó sẽ kiểu nó béo béo nó thơm thơm rồi. Ăn nó nhanh bị ngang bụng. Cứ nạp vô đi, chắc chắn là sẽ đủ calo để chúng ta làm việc tiếp. Thêm một cái nữa là ăn cái này cũng khá là ngon và vào miệng. Nếu như mà mọi người làm ăn giống mình thì mình khuyên mọi người nên mua pate gan gà. Mọi người nhìn như thế này thì mọi người nghĩ là bao nhiêu? Thực sự là giúp vừa nhanh mà nó cũng vừa rẻ, nó không bao nhiêu tiền cả. Hai quả trứng 6.000, cây xúc xích này mình tính là 5.000. Một cái hộp pate mà chúng ta mua nó sẽ đâu đó tầm 20 đến 30, thì chúng ta khều đến 1/4 ở đấy thì là khoảng 5.000 ha. Nếu như mà mọi người có kim chi thì mọi người khều lên ít kim chi, còn không có thì thôi khỏi cũng được. Nói chung là loanh quanh đâu đó một cái đĩa như thế này chỉ nằm ở khoảng 16 đến 20.000 thôi. Rất là hợp lý luôn mà lại còn nhanh nữa. Ai mà không có thời gian thì có thể làm món này giống như mình nha. Tôi lười, bạn cũng thế. Nhanh vãi.